Chào mừng quý vị đã quay trở lại với hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, nhắc tới hoàng đế, người đời sẽ nghĩ ngay tới vị trí thiên tử trên vạn người trong lịch sử phong kiến. Người có thể nắm trong tay vận mệnh và quyền sinh sát dân chúng, thế nhưng cũng có người mang phận là hoàng đế, song cuối cùng lại chẳng có chút quyền hành gì, thậm chí còn phải dương mắt nhìn chính thất của mình đi phục vụ cho nam nhân khác. Lịch sử cổ đại Trung Quốc có tổng cộng hơn 400 vị hoàng đế, trong đó đa số đều là hôn quân vô đạo, có thể trở thành minh quân thiên cổ thì chẳng được mấy người. Nhưng hoàng đế nổi tiếng trong lịch sử được người đời sau quen thuộc thì cũng không ít, ví dụ như hoàng đế cuối cùng của Triều Thanh, Phổ Nghi. Tuy rằng không có trích tích nhưng cũng thực sự rất đặc biệt bởi hầu như tất cả những vị hoàng đế cuối cùng của các triều đại đều được chú ý khá nhiều. Bên dưới là vị hoàng đế được coi là vô dụng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Vị hoàng đế cuối cùng của nhà Nam Đường chỉ thích làm thơ, vẽ tranh. Ông là con trai thứ 6 của vua Đường Nguyên Tông Lý Cảnh, tên là Lý Dục. Tuy ông không phải là người phù hợp để làm hoàng đế, nhưng nếu đã là kế vị thì vẫn cần phải gánh vác trách nhiệm trọng đại này. Ông tuy có chút khác biệt với các vị hoàng đế tham lam mỹ sắc, thích du hí nhân gian, nhưng cũng không nhìn thấy được nỗi khổ của bách tính. Cả ngày chỉ ham mê làm thơ, vẽ tranh. Nếu như không phải là hoàng đế, thì Lý Dục chắc chắn sẽ trở thành một nhà thư pháp, thi nhân, họa sĩ nổi tiếng. Lý Dục cực kỳ có tài năng về mảng nghệ thuật. Những tác phẩm nổi tiếng như Ngu Mỹ Nhân cũng là tác phẩm của ông, chỉ tiếc là ông sinh nhầm thời đại. Ngày 13 tháng 8 năm 978, Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận dẫn quân tiêu diệt Nam Tống nhưng lại không giết Lý Dục. Một mặt là để thể hiện sự nhân từ của mình, mặt khác là để sỉ nhục Lý Dục. Vì trước khi Triệu Khuông Dận đem quân tấn công thành thì đã truyền thư cho Lý Dục quỳ gối đầu hàng, còn hô to: Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lý Dục cũng cảm thấy nhục nhã nhưng ông không muốn chết. Sau khi Triệu Khuông Dận lên ngôi, phong Lý Dục làm Lũng Tây Công. Từ đó về sau, Lý Dục mới thực sự bắt đầu nửa đời sau nhục nhã của mình. Lý Dục từng lập hai đời hoàng hậu, vì hai đời hoàng hậu này là một cặp chị em gái, vì thế lịch sử gọi họ là Đại Tiểu Châu Hậu. Đại Châu Hậu là Châu Nga Hoàng, hai người quen biết nhiều năm, tình cảm vô cùng sâu nặng, nhưng không ngờ Châu Nga Hoàng 10 năm sau khi kết hôn đã đột ngột lâm bệnh. Lý Dục vô cùng lo lắng, hạ lệnh cho tất cả mọi danh y tài năng trong thiên hạ tới chữa trị cho Châu Nga Hoàng. Trong khoảng thời gian đó, em gái kém Châu Nga Hoàng 14 tuổi vì lo lắng cho bệnh tình của chị gái đã cầu xin được vào cung để chăm sóc cho chị gái. Chính lúc này, Lý Dục đã quen biết Tiểu Châu Hậu, dần ra cả hai có tình cảm với nhau. Lúc này, Châu Nga Hoàng vẫn đang mang trọng bệnh, vô tình biết được cả hai lén lút qua lại với nhau, nhất thời tức giận khiến bệnh tình trở nên xấu đi, cuối cùng ôm hận qua đời. Lý Dục tự biết rằng mình đã phụ lòng người vợ kết tóc phu thê với mình, vì thế đã viết rất nhiều thơ ca đều để ca tụng sự độ lượng xinh đẹp, chu đáo của Châu Nga Hoàng. 3 năm sau, khi Châu Nga Hoàng qua đời, Lý Dục đã rước Tiểu Châu Hậu với nghi thức hôn lễ long trọng nhất vào cung. Cả hai cùng nhau trải qua một quãng thời gian vô cùng hạnh phúc. Nhưng vì Tiểu Châu Hậu có tính đố kỵ hơn chị gái, vì thế trong nhiều năm, những giai lệ mỹ nhân khác trong hậu cung của Lý Dục muốn gặp ông một lần cũng là điều khó vô cùng. Sau khi Lý Dục trở thành hoàng đế vong quốc, Tiểu Châu Hậu cũng ở bên Lý Dục. Triệu Khuông Dận đã biết Lý Dục có một Tiểu Châu Hậu xinh đẹp nên đã nhiều lần nhân lúc đêm hôm bắt Lý Dục đưa hoàng hậu của mình vào cung cho ông. Ngoài Tiểu Châu Hậu ra, rất nhiều thê thiếp xinh đẹp của các quan thần Nam Đường đều bị đưa vào hậu cung của Triệu Khuông Dận. Khi màn đêm qua đi, Tiểu Châu Hậu và các mỹ nữ khác mới được trả về. Những việc hoang đường như vậy, cho dù là đối với Tiểu Châu Hậu hay Lý Dục đều là sự sỉ nhục vô cùng lớn, đặc biệt là tính cách Triệu Khuông Dận còn vô cùng tàn bạo, không biết nhân từ, thương hoa tiếc ngọc. Mỗi lần Tiểu Châu Hậu quay trở về với Lý Dục thì khắp người toàn là vết thương khiến Tiểu Châu Hậu tức giận xả hết lên đầu Lý Dục. Cho dù là vậy, khi Tiểu Châu Hậu nhận được mệnh lệnh cũng không dám không đi, còn Lý Dục cũng không còn là vua của một nước từ lâu, đối mặt với sự cướp bóc ngang ngược của Triệu Khuông Dận, Lý Dục cũng chỉ có thể dùng rượu để giải tỏa, mong rằng có thể chìm trong giấc mộng, không cần phải đối diện với hiện thực tàn khốc. Trong lịch sử có giải thích, nguyên nhân cái chết của Lý Dục là do vô tình uống nhầm thuốc độc, cuối cùng toàn thân co giật mà chết. Lời giải thích này thực sự rất khó thuyết phục lòng người. Nhiều người cho rằng
Rất có thể là do Triệu Khuông Dận vẫn còn dè chừng Lý Dục, biết ông hận mình nên để tránh Lý Dục sau này trả thù mới hạ lệnh cho người mời Lý Dục uống rượu, đồng thời hạ độc trong rượu khiến ông biến mất một cách thần không biết, quỷ không hay. Lý Dục qua đời khi mới 42 tuổi, sau khi ông mất, thê tử của ông cũng ngày càng buồn bã. Vài năm sau cũng không chịu đựng nổi sự nhục nhã mà Triệu Khuông Dận gây ra nên cũng phẫn uất mà qua đời. Lý Dục là hoàng đế, nhưng cuộc đời ông lại chỉ như một trò cười. Nếu là thi nhân, họa sĩ thì ông có lẽ cũng có chút thành tựu, nhưng số phận trêu ngươi khiến ông sinh nhầm thời. Cứ tưởng làm hoàng đế là được phép hô mưa gọi gió, nhưng đối với trường hợp của Lý Dục thì đúng là nhục nhã quá rồi. Song đó chỉ là một trong những trường hợp rất nhỏ khi so với giàn thiên tử trong lịch sử Trung Quốc, bởi trải dài suốt mấy nghìn năm lịch sử Trung Hoa cổ đại, vẫn còn có 4 vị hoàng đế được thiên hạ đánh giá là những nhân vật cầm quyền tài giỏi nhất, mang lại sự hưng thịnh cho triều đại. Người thứ nhất là Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú. Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú là một vị hoàng đế nhân từ. Ông đối xử vô cùng nhân từ và hiền hậu với mọi người và là một trong những vị vua hiếm có qua lịch sử các triều đại. Người lập quốc phải giết rất nhiều người để xây dựng quyền lực của bản thân trong triều đại mới. Vì thế có rất nhiều vị vua thường giết kẻ địch trước, sau đó sẽ giết các vị thần có công. Lưu Tú đã phá vỡ sách luật độc ác này. Ông xây dựng đất nước bằng võ công nhưng cũng rất coi trọng văn hóa giáo dục. Ông thông cảm với nỗi vất vả của nhân dân, chủ trương chính sách tiết kiệm, trọng lễ, nghĩa sĩ và được các sử gia gọi là vị hoàng đế nhân nghĩa nhất. Điểm thiếu sót của ông chính là để một loạt thái giám hầu hạ bên cạnh mình mỗi ngày. Điều này đã tạo cơ hội cho các thái giám lạm quyền, lạm chức vào cuối thời Đông Hán. Thứ hai là Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Đường Thái Tông Lý Thế Dân tại vị 23 năm lấy niên hiệu là Trinh Quan. Ý nghĩa tên của ông ở trong câu Tế Thế An Dân. Ông là người thành kỷ Lũng Tây. Lý Thế Dân không chỉ là nhà chính trị, nhà quân sự nổi tiếng mà còn là một thi nhân và một nhà thư pháp. Sinh vào năm Khai Hoàng thứ 18, tức năm 599. Lúc còn trẻ, ông theo cha vào quân Trường An và lập nên triều Đường năm 618. Dẫn quân chinh chiến khắp thiên hạ, ông đã có những đóng góp to lớn trong việc thống nhất nhà Đường và được phong làm Tần Vương. Ông đăng cơ sau sự biến Huyền Vũ Môn để thâu tóm quyền lực, sáng lập ra Trinh Quán, Chi Trị nổi tiếng khắp bốn phương. Ông khiêm tốn, nghiêm khắc, tiết kiệm, giảm nhẹ thuế má để nhân dân nghỉ ngơi, lấy lại sức lực. Tất cả các dân tộc hòa thuận với nhau, quốc thái dân an, mở rộng lãnh thổ. Lý Thế Dân tấn công, tiêu diệt Đông Đột Quyết và Tiết Diên Đà, gây cho Cao Câu Ly nhiều thiệt hại nặng. Thiết lập 4 trấn ở Tây An, được nhân dân và các tộc tôn trọng và gọi ông là Thiên Khả Hãn. Chính ông đã đặt nền móng quan trọng cho thời kỳ Đường, đồng thời ông là một minh quân làm gương cho con cháu đời sau học tập. Có khí chất ngút trời, Lý Thế Dân nhiều lần lấy ít địch nhiều. Trận chiến kinh điển của ông đó là ông đích thân dẫn các vị đại thần phóng ngựa ra bờ sông Vị Thủy, trách mắng Đột Quyết đã làm trái những điều thỏa thuận, buộc Đột Quyết phải cam kết liên minh lần nữa và lui binh. Đây là sự khác nhau một trời một vực, trái ngược với Tống Chân Tông, người đã đến phía Nam Thiền Châu dưới sự hộ tống và kiên trì của Khấu Chuẩn, nhưng rồi lại yêu cầu lập tức phải quay trở lại trong sự thấp thỏm lo âu. Đường Thái Tông luôn tin dùng, nghe theo lời khuyên can của các bậc hiền tài. Ông luôn coi dân như con, không phân biệt giàu nghèo, sáng lập ra Trinh Quán Chi Trị, là một bậc minh quân được người đời Trung Quốc xưng tụng trong hàng ngàn năm nay. Thứ ba là Tống Thái Tông Triệu Khuông Dận. Tống là triều đại không có thái giám lạm dụng chức quyền, không có ngoại thích làm loạn triều chính, là triều đại được các phần tử trí thức tôn trọng nhất, là triều đại có hoàng cung tiết kiệm nhất, là triều đại giết ít công thần nhất, cũng là triều đại có nền khoa học kỹ thuật phát triển nhanh nhất. Tất cả những điều trên có quan hệ rất lớn với chính sách của Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận khi ông thành lập đất nước. Nhân phẩm của con người Triệu Khuông Dận rất đáng tán thưởng. Thiên Lý Tống Kinh Nương là câu chuyện nhà nhà đều biết, nhưng ông cũng đã đưa ra những chính sách sai lầm dẫn đến một số việc như binh yếu, tướng nhiều, nền chính trị bị hạn chế. Và cuối cùng, vị hoàng đế vĩ đại trong lịch sử Trung Hoa mà người ta không thể không nhắc tới đó chính là Thanh Thánh Tổ Khang Hy. Khang Hy là vị hoàng đế tốt nhất trong 4 vị được nhắc đến ở đây. Ông còn được gọi là Thiên Cổ Nhất Đế. Những chiến công về mặt quân sự của ông đã vượt qua các hoàng đế khác
ngoại trừ Thành Cát Tư Hãn. Tuy nhiên, về mặt dùng binh và củng cố sự thắng lợi thì Thành Cát Tư Hãn cũng không phải là đối thủ của ông. Kỷ nguyên thịnh vượng mà ông tạo ra dù là rầm rộ nhất thời hay lâu dài thì bất kỳ sự cai trị nào trong quá khứ cũng khó có thể sánh nổi. Dường như ở ông đã tập trung những ưu điểm của tất cả các hoàng đế Trung Quốc và rất hiếm khi ông mắc phải sai lầm như họ. Khang Hy nhiều lần đi tuần tra ở phía Nam, ông đi bộ trên con đường gồ ghề dài 10 dặm trong cơn gió lạnh thấu xương để đích thân giám sát những bước đầu tiên của công trình sửa sông, đắp đê, đầu gối dính đầy bùn đất. Thậm chí ông còn là vị hoàng đế có tài năng và học vấn nhất, cũng là vị hoàng đế tại vị lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc. Còn quý vị thì sao? Quý vị cho rằng ai mới xứng đáng là đệ nhất hoàng đế trong lịch sử Trung Hoa cổ đại? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới video nhé! Ngoài ra, nếu thích video này thì cũng đừng quên ấn like, subscribe và chia sẻ video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo!